Comment một chữ thôi. Trúng luôn kìa. Úi trời ơi, KS được mạng luôn kìa. Hay gì ta. Đừng bồ đừng beo này. À nó thấy. À, giờ kịp phải mua đồ nó cay thật. Cũ nó thật đấy chứ. Cảm ơn thức Jin Jin đăng ký kênh nha. Tập trung bồi nó muốn bắt máu hả? Được không? Bắt máu thì chịu. Ngu thì chết. Ngu chưa? Cụ nữa chứ. Tập trung bồi nó chọc điên rồi á. Chết chắc chụp rừng ra mất rồi. Ôi, lên đúc tường luôn rồi. Nghe kỹ năng cao, lên đúc tường ra. Chết luôn. Đúc nhưng mà xài đúc trước rồi đi. Em cứ chấp xe thôi, cứ chấp ô tô thôi, rất hiền. Phạm hai 85, sao không ép lính rồi về cho nó thọt ông? Đại gà được không? Ép lính là về luôn, khôn với người ta. Đó. Này mà chấp cốt này. Không chạy nữa. Ôi trời ơi. Hay quá. Ôi trời ơi. Đây. Please bị solo kill rồi. Mẹ tí thì bị tôi solo Bororo luôn mà. Ôn thật đấy. Sợ thế nhờ. Cái cách lĩnh về này mà về mua đồ nó đấm cho còn ăn cỏ này. May quá. Ethan, ai có thể là hoàng tử của tôi? Nữa à, có luôn à, tóc bía lên hiếu khích. Ủa ra ta mẹ có giáp gai tao đứng tao chạy với làm không chạy chạy được không ấy chó này nó ui có rumble đây luôn. Gives motivation without purpose. Fire! Stop it! You have slain an enemy. Mình phá nữa. Mẹ mình không gọi chết này nó đi xa luôn rồi đó. Ta nó 13 lính. Ta nó 13 lính rồi ai cứu? Căng nhỉ. Đó rồi.
Ây à, cậu ta vẫn, ây à. What the fuck. Game ép cúc rồi, ngã. Cái boss này cái boss hoặc là Senna nó lên. Anger gives motivation without purpose. Vô danh phút thứ 7 là còn nhanh hơn mấy game trước. Dương kiểu bạo à. Người ta. Âu. Đớn cuộc đời. Gì đây? Tóc biến kiểu e đấm luôn à. Ghê thế. Vợ là phía chiến thế nhở. Thật là đáng sợ. À, mày tí nó đấm vào lọ đầu luôn này, cười chết. Có vô danh á, mà chịu gì mình hút nó lại được. Bị mất ra ấy. Chỉ là ý bị em đấm tới luôn đấy chứ. Did you miss it? Các đủ đam. Còn 120 vàng. Lên đam luôn, đập luôn, cho đi luôn. Càng lên đam sớm ông đánh nó càng đờ đi. Đánh trụ, lấy trụ nhanh nè. Thứ hai là sát thương solo bolero cũng giàu. Ôi giời ơi, có chị vậy. Nó hồi gáy lại kìa, hồi đúp lại kìa, cười chết. What the fuck. Về kịp rồi. Mẹ ơi. Nói nhanh cho nó qua cái phần quảng cáo chứ. Quảng cáo còn nói chậm nữa thì ai coi. Giờ mới ông muốn qua quảng cáo 15 giây hay là muốn qua quảng cáo 30 giây. Nó người ta nghe, người ta hiểu mà. Chứ có phải người ta không nghe rõ đâu. Tại cần gây ranh kéo ranh em bốc ria cho mình nhé mong ơi. Gọi là người ta bằng kéo 1 giây rưỡi 2 giây là xong rồi. Bây giờ bạn nào cần gây ranh kéo ranh em bốc riêng cho mình nha. Mất là mấy giây rồi ra. Cười trời quá. Nữa hả? Đụng được tầm E đúng không? E tới mà. Tao đụng được người ra thì không nói. Chi?
Hiền thế. Master, isn't it? Đâu, sự dạ quá. Nãy mà mất rồi kìa. Tuna 90, dừng gánh kinh thật. Dừng gánh. Dừng gánh với tôi thì sao? Tôi không gánh à? Wow, sức đeo. Năm đây này. Bứt bố lại nhà ba. Bứt bố lại. Không có yếu mày nghĩ đâu. Tê tê rồi mà dâm láo hết thầy. Nó chỉ làm một con tê tê rồi mà dâm láo hết thầy, nó đi. Rời đi. Ai đồ mà ăn được nó thì cũng nhạt. Vậy thì ngăn đau tím mà. Xem mà đánh nhau. Đã mất kiêu khích trong bộ phận ở 2 phép. Vẫn lên cái gì ngân cái đao tím cắt tham đủ hai cái về lúc luôn. Đao tím thì hai cặp tháng thì ngân cũng đắt lắm rồi, thì gần đây K2 đó. K2 là thiếu 800 nữa, 800 với 2K8 là 3K6 thôi. 3K6 là vừa rồi. Không, 3K7 á, 900 mà, giờ thì gần tới 900 lận. 3K7 mới đủ. 3K7 thì turn này đủ rồi đây. Giờ thì ngân đang tím luôn thì phải đánh. Vừa đủ tục ghê á. Em chơi lên. Mẹ kìa đánh nhau ẩm ý trong mình vô rồi. Đánh nhau ẩn ý luôn mà không vô à. Penta kill. Hai cái Penta kill, hai trận liền. Rất ok. Hai cái Penta kill, hai trận liền à. Trận Penta, trận này của Penta luôn à. Ok. Rồi, tới công chuyện rồi. Ui, không được, mất tóc. Tới công chuyện. Hai, ép rượu ăn, may quá. Cứ đa rớt ăn là cúc. Đừng để đa rớt ăn. Đa rớt ăn là cúc đấy. Ăn thật luôn rồi. Có một số luôn.
chó này nó. Ui, hết máu luôn rồi. Go. Deep. Mấy con lính không thì mất một đống lính. Mấy về luôn đó, khổ rồi. À, mình không ăn nó chứ, bịp thịt. Kêu đốt xong rồi nó còn lên máu được, bịp tôn là 100% mà. Còn vợ đã rớt được mẹ mình, được mẹ hỗ trợ đó. Ây da, có vẻ là hơi lố nha. Thằng nhà ấy chạy thằng sáng. An enemy has been slain. An ally has been slain. Thì lỗ rồi đó, what the fuck. À, mình mất vài cũng bình thường rồi. Sam Nguyễn, tham tích. Phụ nó chứ, láo thật. Đập nó luôn bây giờ, con mắt ấy à. Phơ, gây sự với cây Z nữa. Gây sự với cây Z. Anh gây sự chứ. Đã ăn cua rồi còn ăn mẹ nó cay đi luôn rồi đó. Tí nó không cam nó khó chứ. Nó không cam nó cười vậy. Nó cam cũng cười, nó không cam cũng cười. Này nó. Gây sự cái con mèn ngay. Quá đã. Quá ngon lành. Gây sự thì ăn lên nó phá liền luôn mà. Thằng này như đang đá là chim vậy á. Ai đá là chim? Đá đâu? Tay vậy thôi, gì đâu. Bình thường gặp lại. Sao bớt múa nha đại ca. Yếu mà hay là gió quá. Thấy nó e hụt thì mình đánh luôn. Bình thường nó e trúng thì mình không đánh. Nó e hụt thì mình đập luôn. Mình nhiều cơ hội mà đánh rồi mà còn cắt tóc. Công chuyện. Ok là rất ok. Chứ trăm vàng nữa. Trăm vàng nó có vô danh. Phải ăn luôn á.
Cứ đánh cái nữa mà thôi, kệ bè đi. Gì cái lo lắm thôi. Kiểu gì nó chạy đây, nó có đợi mình vô mà. Lo gì, đúng không? Nó có thiêu nè. Anh em tắt chỗ đi. Chưa, cầu kèo tới luôn rồi. Vậy sao ăn được? Gì đấy? Kèo rén thế. Chạy lên gan mà không đánh à? Này. Chạy lên mà không đánh không vô tham lính đã rớt mất tốc hành mất thiếu đốt rồi đồ này bằng nhau thôi. Mình hơn một cấp nữa, mình hơn một cấp với hơn thiếu đốt nhưng mà giữ cái e lại nha, cái e đánh cũng lọ lắm mà. Đam. Sợ gì mà phải lên đồ thủ đúng không? Nó mất tím này luôn. Đa rớt này đóng băng lính. Nhưng mà đóng băng là mình cũng sai rồi đó. Băng này có đẩy một phát là đỡ đi luôn rồi đẹp. Ôi dạ. Có ý rồi. Đau quá, mình bận. Tí rồi. Mình phun máu bây giờ mà có vô danh mà. Mất cái thiếu đốt tiết thật. Quỷ rồi đó. Thiếu đốt chôn vào đó rồi đó. Lấy cái giáp cốt nó, cái này dễ đánh. Xuân Yến, Thao. Nãy sư, anh thay dứt này có vẻ hơi cay ha. Ồ ạ. Để Xuân Yến nha, hello. Ghê, sao thay dứt? Thay dứt cay lắm rồi đó. Cay điên. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Mình gành nãy giờ không được cái mạng nào, chết lên chết xuống nữa chứ. Gì thế? Chôn. Nhớ ra mít á, nó đây nè. Chạy ra mít nè. Cao kia, thầy cao cao này ăn thì đồng đội tôi. Nó đục cái mẹ. Rồi, Darius shut down luôn. Rất ok nhá. Bộ 5 thì tắt này bố không là chịu nổi luôn. Giờ này mới có đam này, nãy mình có đam đâu. Có cái vô danh thì đam chỉ dồn được tí đam phút đầu thôi chứ. Ok.
Thà giết Đỗ Mạnh Quân thì chơi tới luôn cho nó mất máu để kéo nó theo. Đâu ra kìa ông giáo ơi. Chứ cũng đông á. Chứ cả lòi nó ra luôn. Nghe mình khứa này. Mất con sâu luôn rồi. Mất con sứ dạ rồi này. Cây lấy cái gì. Gì đấy, còn quên thân thạo nữa. Ghê vậy sao. Má nó. Chết mẹ anh. Đừng phát thật. Rampage. Hay à, bị nổ đam chết đi. Mẹ cái game đúng khó luôn rồi. Có thằng mít nó ra tao còn ăn được, có thằng đã rớt ra nó trâu với cả trưởng ra. Nó thật. Tango nè. Má chứ. Có bà lo luôn đó chứ. Rất ok. Ép riêu có đồng hồ. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Khó quá ta. Chắc chạy vào đây nữa không? Vẫn chặn đường đây nè. Chặn đường chỗ này nè. Chơi hết ba mẹ gào em luôn đó chứ. Your team has destroyed a turret. End game. Đồ cứng, đam lỗi quá. Năm lỗi đâu, năm đồ. Năm đồ rồi còn không có đam nữa thì ai chơi? Toàn đồ đam không, không có team. Trời ơi. Nó lấy kiểu gì ta? Chứ nó không mua đồ luôn kìa. Châu nè. Quốc Huy Nguyễn, bao lẻ. Ảo thế đấy. Không mua đồ luôn. Tuyệt nhau à. Chúng ta đúng không?
ra cái gì. Không mua đồ, không mua đồ này. Mua đồ thì đâu có máu, bấm máu không bấm. Lì đi này cùng. MCS đơn giản vậy L. Không mua đồ thì Quốc Huy Nguyễn cúp rồi. Nó bắt nó lần nữa thôi. Bắt nó lần nữa nó cúp được. Giờ chưa cúp đâu. Nó mất tóc rồi nha. Ây à. What the fuck. Chết luôn. Dạ. Ha 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 ha. Rất ok nha Lì Xì. Wow. Đấy, tôi bấm cho cái là cũng đời đi đấy. Tôi bấm cho cái là từ nửa cây đến đời đi đúng không? Nghe xe trước đi. Luôn à. Không ngờ tôi mạnh luôn đúng không? Đánh láo là đi luôn. Tôi đợi một kiếm sau tôi đặt ba ra cũng được. Mà ai ngờ đánh láo láo là bay màu luôn. Ta nó chạy thẳng là sống rồi đó, tại mình đâu có gì để giữ chân đâu. Không có giày, không có ấy để giữ chân. Mày nó đi đấy. Mày thì cúc. Trời ơi. Về về chứ còn gì đấy. Quốc Huy Nguyễn, ủa chém trong bom khói được à? Khó vậy ta. Khó chịu vậy ta. Vết tung về luôn mà. Về thì cũng đi thôi. Về thì ra sau mình cũng đai trụ, sau mình thiêu đốt cho đầu thì cũng đời đi à. Về thì cút mà về cút. Không về thì cút sớm hơn tí thôi, gì đâu. Tính ra nó về thì nó không về nó còn được, mấy con lính này nó farm chứ nó mà không về cái này giờ lính này vào trụ cái là nó đang bị chết đây rồi này. Nó đang bị săn cỏ một khoảng trời nào đó chứ không có dày. Mấy con gà mua giày thôi nhưng Gravet nè, thấy không? Chơi lên cái giày đầu. Đè lên cái giày luôn, giờ ôm trụ đầu cũng quý luôn đó. Giờ vô cái thế luôn rồi. Cái quy lên cái là bay mẹ màu rồi. Quy lên cái cắm cho đốt đầu đó là đỡ đi. Xe le thì chưa hồi đúng không? Chết luôn. Bom khó vậy, bom cung. Bắt thời gian. Mình không lên giày đâu có chạy phát vào mình đâu rồi không? Chạy vào son. Giờ có Lì Xì may ra cứu được chứ ai cứu nó. Pha này mình không có rờ mà mình có tóc không? Với lại này cấp 8 á này. Nó lên giày mà đâu thể chạy thoát khỏi bàn chân của mình đúng không? Nó đi luôn rồi đó. Đi xa luôn rồi đó. Không ra len luôn rồi, chôn ơi. Chôn là đó. Quang Ly, chưa thấy Ly với mấy kèo tăng nhỉ?
Đẹp quái. Qua mới gặp thằng Bondo tan thằng Châu ấy mình kiểu này. Yaren giáp máu, Bondo giáp máu. Thật ra yếu xìu à. Bị ra vết. Đau luôn à. Chôn à. Chơi game mà chôn. Có mùi thế nhờ. Đấy. Trong cương nguyên, Halo tiếng. Chào cường nhé. Quá áp lực. Ê ạ. Chơi game áp cao thì ai cứu. Cho ta lên hả? Nghĩa ta dùng E để lính này hả? Tên sau nó lên mình cũng hồi E lại mất rồi. Nó lên mình cũng hồi E lại. Băm lên Kata đẹp luôn. End game. Kata lên đúng rồi. Nhìn mặt nó biết rồi. Mặt nó biết mà không dám lên. Chi chi. Wow. Trời ơi. Đến đấm gì nữa. Combo cái nó gờ gờ luôn rồi. Wow.